Hello. Xin chào đại gia đình. Quay lại kênh YouTube của Bình Luận hôm nay các bạn ơi. Hôm nay Bình Luận về tới Sài Gòn rồi nè. Đi y chim bay luôn á. Bây giờ cháu Ngọc thì Huynh bảo rồi chú em chở đi ăn sáng. Ăn sáng cái này là con nói cho đảm bảo chú nào vậy chú chưa ăn. Bữa giờ chú cứ đi ăn bún, ăn phở, ăn này ăn kia ha. Cái này lạ nè. Cái này lạ, rất là lạ mà ngon. Món này món gì cơ? Gọi là mì gà xá khén. Sá kén nè. Sá kén, sá kén. Mà cái củ sá kén đó là hình như nó ngoài Tây Bắc á. Thì cái kiểu ăn cái củ đó y chang như là cái tỏi của miền Nam mình vậy đó. Nhưng mà cái mùi nó khác. Người ta sẽ mix cái nước sốt đó cho mình chấm cái mùi sá kén đó rồi ăn với lại mì gà ngon lắm. Có lý vậy ta? Cái đó đang mình ăn khô là mình ăn nước. Mình muốn ăn khô mình khô mình ăn nước nước. Vậy hả? Kêu tô tập cẩm là ăn đã đời luôn. Dạ, lòng đào trứng non rồi. Hay lắm. Tối qua mình về tới đây là các bạn biết 1 giờ sáng. 1 giờ sáng xong rồi mình rồi quyết định ở lại cái thứ nhất là ghé thăm cháu. Thứ hai là ở lại Sài Gòn rồi mình rồi về nhà nội. Rồi sao con công việc bữa giờ con sao rồi? Lu bu đó. Lu bu hả? Bữa giờ chị Ngân chỉ đây chỉ mới về ngày hôm qua. Đó nó cũng lu bu rồi vậy đó chú. Chú ra nắng chơi mấy ngày với anh Bi con cũng vui. Vui con coi video con thấy quá vui. Bi chị Thảo nhiệt tình. Ăn chỗ toàn nổi tiếng của Đà Nẵng không? Thấy ăn món nào cũng ngon hả chú? Món nào cũng ngon, Đà Nẵng ăn rồi cũng ngon. Không chú. Hay là đúng cái khẩu vị của mình là mình ăn mình thấy ngon chứ đồ chả đâu cũng ngon chứ con hả? Ủa anh nói anh chở chú dẫn đi chú đi ăn thịt heo của Bến Tráng được chú ăn chưa? Có. Ngon không? Ngon. Nghe là thèm tới. Đó chú bỏ lên cái video đó con coi video đó chưa? Chưa luôn, chưa kịp coi luôn. Thịt heo của Bến Tráng ngon. Sài Gòn mới giờ này chú thấy là đông khách rồi ha. Lúc nào cũng đông đúc hết trơn. Mới 8 giờ sáng. Mới có 8 giờ sáng các bạn ơi. Chú ăn Ngọc dậy là chú cháu dậy là đi ăn sáng. Yeah, this is a late breakfast. Yes. It's already really busy out. Get everywhere. Yeah, đi Quân cũng bữa cũng. You wake up early, that's why. That's too late. Đi Quân ăn đã chưa? Rồi ăn lần rồi cũng thích lắm. Thích mì khô. Bữa đi lên đường đi lên nội đó. Nội cái là ghé ăn cái. Đường xá không? Này gọi là chợ Sớm Mới này chú nè. Chợ Sớm Mới hả con? Dạ. Chú đi liên tục á, khí hậu thay đổi liên tục á. Cho giọng nói bị bể hoài con ơi. Dạ. Chiến này thấy ăn rồi cứ bể giọng miết luôn á. Nó có cái xịt hồng đó, cái đó nhờ xịt hồng đó đó. Xịt hồng đó là mình đã có hàng rồi nha cả nhà. Có hàng tại Việt Nam rồi nên là cả nhà mình có muốn mua xịt hồng á mình bị nè, khan tiếng nè, bị đau họng nè, bị ho nhiều nè, rồi bị cái vỏ chú có mà phải không? Chứ bị cảm á. Chú đó là bụng tối của chú mà. Đó là mình cứ mua cái xịt hồng đó về, cái này là của Brazil, của nước Brazil đó cả nhà. Đó, mình xài cái xịt hồng nó cứ chừng một ngày mình xịt mấy lần cũng được. Rồi em bé chuẩn bị bệnh rồi này kia đó. Rồi chuẩn bị đau họng trời nói trời mẹ con đau họng quá đó. Là bắt đầu là cứ xịt vô. Chú nhớ để lại số điện thoại ở Việt Nam nha chú. Đúng rồi. Số điện thoại ở Mỹ thì chú để số điện thoại của thím để cho thím bán. Còn số điện thoại Việt Nam chú nhớ để trên màn hình cho ông bà cô chú tiện gọi. Dạ. Xịt hồng rất là hay, mà có chai như thế này nè. Cứ xịt vô vậy nè, ngày hai lần ba lần. Mình cần lần nào là mình xịt lần đó, đau họng ha. Rát cổ họng ho nhiều nè. Đã chuẩn bị viêm họng, bị bệnh rồi này kia vậy đó, cảm. Bữa giờ hết hàng. Bữa hết hàng hả? Dạ. Quán nhìn sạch sẽ ha. Nhìn quán đó chú ạ. Con kết cái quán này nó màu vàng. Có lại cái view, cái view cũng đẹp hả chứ con? Cái view đẹp hả chứ? Wow. 2 bậc tiền hả? Is your favorite place? What? Is your favorite place? No. I like this place. It's a good place. It's not my favorite. My favorite would be probably Landmark 81. Oh, okay. Chú Bình hỏi chỗ này là chỗ Điều Quynh thích hả? Điều Quynh nói không phải, cái chỗ Điều Quynh thích là chỗ Landmark 84. Thích món gì trong đó? Thích món what your favorite food in at Landmark 85? Oh, see that's why I like it. There's a variety of food that I like. Nhiều món thích lắm.
từ phở cho tới hôm qua ăn thử hamburger rồi đủ thứ hết trơn, rất là thích nhiều món. Here I can only eat one or two dishes, but... ở đây được, ở đây có đúng một món chứ mấy, ở trên kia nó có nhiều món. Ở bên kia nhiều món lựa chọn hơn. Cho chú chạy nước suối mà. Đúng rồi em, cho mấy chai nước suối. Bây giờ chú coi mấy bạn này làm cái nước chấm của xá kháng nha. Rồi, cái này là cái xá kháng này chú nè. Xá kén chứ. Cái này giống như tỏi của Tây Bắc đúng không em? Đó. Rồi xong rồi tới sa tế. Sa tế là sa tế cô 7 à, sa tế cô 5. Rồi cái bác bắt đầu bỏ nước tương vô. Rồi nhanh gọn lẹ. Chú nữa chú chấm thử cái gà, chú lấy gà chú chấm thử với cái này. Cái mùi nó rất là đặc biệt. Nó gọi là mì gà xá kén. Rồi mì khô xá xíu nè, của Điều Huynh, Điều Huynh. Có thêm chén nước súp nữa nè. Mì gà xé nước của ai? Hành xé nước mà có hành không em? À, không, không có hành. Cô Bảo á, chắc cô Bảo á. Cô chứ. Cô Bảo. À, gà xé nước của anh Nhật. Có tô mì không hành? Không hành của chị nè, đây. Rồi, ok. Đó, thương thương ghê không? Không hành luôn. À, này là hấp cẩm đặc biệt nha cả nhà. Rồi, chú ăn mì khô hả? Rồi, vậy là một cái tô nước sẽ riêng. Bỏ giá vô nè. Này là tô thập cẩm của chú nè. Chú nhớ chấm thịt đồ này kia vô nước sốt này nha. Ủa vậy đổ vô luôn hả? Ủa vậy đâu vậy thành mì nước rồi đâu thành mì khô nữa. Mì khô mình phải ăn khô. Chờ còn nước là nước của con nè chú thấy không? Nói lần ăn cái là chấm cái nước sốt. Chấm đồ ăn thôi chứ cái trong mì của chú là nó có sốt rồi. Đó, cho thử đi. Ngon. À, cái nó đơn giản nhưng mà cái mùi vị của cái mà cái gì hồi nãy nó nói á, xá kén nè, nó thơm thơm rất là lạ. Ừ. Cái mùi đó, nó cũng khó tả lắm nha. Xin mời mọi người nha. Sáng mà đi nhanh như một bữa đi Nam luôn á. Ngon. Bỏ giá vô. Có cái này là của trên lòng gà này chú nè. Ăn đây nhiều lần lắm bạn, mỗi lần về Việt Nam mà cũng phải ghé đây con ăn. Gà ở đây dai ngon. Dậy sớm các bạn, rồi chú cháu đi ăn cái ăn sáng. Mình cũng nôn na lên thăm cháu gái. Nhưng mà là cháu đang ngủ bê thôi để cho cháu nó ngủ. Rồi chú cháu đi ăn sáng xong rồi vừa mới về nhà nè. Bây giờ là thăm cháu gái.
bé kìa. Thấm mềm bé của Bình Huỳnh kìa. Phòng này phóng kìa. Dạ dạ. Hello. Ê. Ê dạ, đâu đâu. Công chúa, công chúa cái đó đi đâu. Hello chơi đi. Chà chơi đi bây giờ có em rồi chơi đi là lên đây nè. À, có chứ có chị rồi. Hồi sáng chú có chào rồi, chú gặp chú có chào rồi. Ô nè, ô coi. Cô chú ơi, coi đã không? Wow, sao giống nơi khuôn mặt cái trời vậy ta? Hả? Ông nội năm thì giống anh hai giống anh. Có khuôn mặt à? Ô mà có nét giống hai ba trời. Wow. Có nét nào giống em trai không mọi người? Nét nào giống em biết trai trai không? Wow. Có nét vào đồ học nè. Thương quá ha. Dạ. Ngủ hoài vậy đó hả? À, sáng á, má với mẹ cho em tắm rồi xong rồi mới ngủ á chú. À. Mới vừa ngủ dậy. Wow. Em dậy nè, em mời năm tới thăm mẹ nhớ đó. Cha cha. Cha cha. Ô, ngủ mê dữ ta. Ngủ mê dữ ta. Em chay sáng đi xuống sớm. À. Tìm em bé mà em bé không ngủ dậy nên giờ nằm đây nè. Ngủ miết ở trong tháng là ngủ miết rồi đó. Tối chú ghé tối hả chú? Tối qua chú về khuya, về dạ. Tới đây cũng tầm khoảng 1 giờ. Dạ. Con biết chú tới nhưng mà giờ dạ. Con đâu xuống được đâu. Dạ. Còn có phước quá. Dạ. Xin được có nội có ngoại. Dạ. Thấy không? Dạ. Ở bằng ngoại lên đây là coi như là trúc trực 24/24 luôn hả? Dạ. Cũng quá luôn. Lên tôi lên để phụ ông bà ngoại, dạ, ông bà nội, phụ ông bà nội tay. Tốt quá. Chăm cháu. Dạ. Bà ngoại ông bà nội cũng bận, thấy không? Dạ. Lù bù, ta kể đến người phụ tay. Con sao cũng khỏe không? Ngày dạ, sinh nữa giờ sao? Chú. Khỏe hả? Đợt vất vả quá con hả? Dạ không, thấy vui chú. Thấy vui phải không? Dạ. Đợt này là đợt mà con đi sắp, con thấy vui nhất. Phải không? Khỏe, sức khỏe. Hạnh phúc nữa, xung quanh con nhiều người nữa. Dạ, đúng rồi chú. À. Không có gì bằng con, tinh thần quan trọng lắm. Dạ. Rồi ra rồi em bé cũng khỏe mạnh, rồi nhà con đầy đủ hết. Ừ. Nội đến ngoại cho nên... Quá có hạnh phúc, quá có phước. Đúng lúc luôn đấy chứ. Chú cũng bất ngờ luôn mà chú cũng hên chuyến này về cũng như chú hên dữ ta. Dạ. Nếu về được đám giỗ nè, rồi được đám cưới nè, rồi được cháu nè. Dạ. À, năm được có nửa năm nè. Để tháng. Tháng hôm sau đầy tháng nữa ha. Ý luôn rồi. Em ngủ cho dạ. Ngon hay con. Em tắm xong em ngủ ngon. À, em ngủ ngon ghê ta. Do chị chay vậy trễ đó. Ồn ào như vậy mà em không có thành nhúc nhích luôn ha. Dạ. Rồi cháu hay khóc khuya khóc đêm gì không? Dạ cũng ít lắm chú. Ít à. Dạ. Nói chung bé cũng được lắm chứ. Tối hôm qua ngủ ok không? Ok. Tối ngủ trộm vía, trộm vía. Bà bảo xong tới anh này, xong tới con, tới Vincent. À. Mà ngủ im lắm. Ngủ vậy hả? Trời đất ơi. Về nhà rồi. Ừ. Chết đã hả? Ra luôn. Ờ. Chiều dậy đi, ông nội đâm bông đi vòng vòng nè. Ừ. Chiều lại nó đi bông vòng vòng hả không? Cầm ấm chút coi. Để con rồi đâm kiếm cái gì mới cho cháu nội ngâm năm coi. Dạ. Suy nghĩ coi. Cũng ở đây nè. Thương quá các bạn ơi. Mình thấy con cháu càng ngày nó hạnh phúc như thế này đó. Đó là những cái điều mà không gì bằng các bạn. Còn hai trai một gái phải không? Dạ. Là coi như là quá may mắn rồi trong đời gì nữa không? Dạ. Hồi xưa chú à. Hồi xưa là lúc mà con có audition á là lúc nó có con là đã mừng rồi. Mà thứ mỗi lần thấy cái chay trời ham thứ con gái lắm chứ. Ham tới giờ con vẫn ham, tới hồi được đứa gái là con mừng. À. Anh Bảo thì khỏi nói rồi, anh Bảo thích con gái lắm. Chù, nó gì nữa. Mà biết sao Quỳnh mà là hiếm gái. Dạ đúng rồi. À Quỳnh là hiếm gái ghê thật. Hồi gái hiếm gái. Ờ, à, nói không cho ông nội, con 10 trai 2 gái. Dạ. Chú 8 4 cậu trai. Dạ. Thấy không? Rồi giờ anh đến nhà mình rất là cháu nội cũng cháu trai nữa. Cháu nội cũng cháu trai. Thôi giờ đó có anh chị mình đó là coi như là có con gái đầu lòng thì quá ngon. Dạ. Ngọc ráng thêm kiếm nơi cậu con trai nữa không? Trai gái gì cũng được kiếm. Con giờ trai gái gì cũng được. Kiếm thêm em nữa. Em ngủ không? Ông nội mấy ngày thì quá vui phải không? Vui. Ngủ mừng ngủ không được đâu mà. Ngày hôm qua nó về cháu nội về bắt đầu trời nó mát luôn.
mát luôn. Rồi, nó còn nó nóng như lửa đốt. Còn bây giờ thì mình ăn qua về là trời muốn mưa rồi đó. Mưa giọt 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 rồi bây giờ sáng giờ là trời mát luôn. Ba con là bận chú biết mát ba con từ lúc 6 giờ đến giờ. 6 giờ dậy rồi bắt đầu cái lo cho thằng lớn đi học. Xong tới 7 giờ đưa thằng nhỏ đi học. Xong rồi chạy qua chơi với em bé. Đấy chưa? Đủ cái chuyện hết trơn. Nó cuộc đời như vậy là hạnh phúc rồi. Có gì bằng anh? Là kỳ như vậy rồi, quá hạnh phúc rồi. Không gì bằng có cháu của con, có cháu đầy đủ vậy là ok rồi. Vui trong lòng dữ lắm luôn. Đi đâu vậy? Mà thường thường như vậy nè, không biết sao kỳ. Nhưng mà đối với chú á, chú không bao giờ chú hay là chú sống ở bên kia nó lâu rồi, những cái văn hóa của Việt Nam nhiều lúc chú cũng không có, không phải là mình không có tôn trọng nó là gì. Bảo nó cho chú à, sau mà chú về chú thăm cháu nội chú rồi mới trong tháng rồi chú có ngại gì không rồi lại khái vậy đó. Nó thôi con ơi, phải không? Mấy cái đó mình cũng được, không quan trọng cái đó. Nó sinh lần này tôi thấy chú thăm là chú thăm mà. Cái hôm qua mà đi đưa rước chị á kìa. Còn đâu có chứng kiến mấy cái phong tục của mình từ nào giờ đâu. Về thì mình về thôi, mẹ con là đem theo con ngồi đó đi. Củ tỏi ha, về tới nhà cái bước qua lửa ha. Rồi cái phong lâm có cái mền xuống cái là cầu sinh đồ ha. Còn cái đó thì phong tục mình vẫn làm mà vẫn làm. Nhưng mà đối với chú á thì chú lại không có bao giờ chú nghĩ như vậy. Con hiểu không? Tại vì sao? Người chú làm bên kia đó như khách hàng của chú vậy đó. Người ta mới sinh có một ngày à. Người ta mới sinh có một ngày để ra tiệm chú liền. Chứ gặp mà như bây giờ con mày đó bây giờ cũng đi tới đâu, con nó còn sinh tống tháng phải ở trong phòng đi không? Đừng có đi ra. Vì quở bị đồ. Cho nên những cái phong tục đó chú cũng nghe tiếng động rồi kìa. Nghe tiếng khóc cho lớn đi chút đi. Quậy là chưa mở mắt ra là chút mơ rồi đó. Thương ghê không? Cho phải chạy cưng dữ lắm, cưng luôn. Chạy cũng muốn mọc mềm không? Chạy sáng sớm chạy đây hả? Hôm nay nó cô giáo chạy tới tập nhạc mà ta. Chuẩn bị đó, chuẩn bị 10 phút nữa cô giáo tới rồi đó. Ồ, con hên, con về con cũng thi được cô giáo piano. Cũng già rồi, cổ cũng dạy quốc tế quen rồi. Nên là giờ dính vô cái rap nó vô được luôn, chứ còn nếu mà không ấy là khó. Quên. Đi Quỳnh thích lắm rồi. Mà mấy phong tục bây giờ đi Quỳnh có kỳ không? Nhìn thấy vậy thôi đó. Mai mốt ví dụ như con mà có được trường cháu, ba cũng làm y vậy luôn. Thèm làm theo cái phong tục của ba từ nào giờ. Đi đâu phong tục? Có giờ có bây giờ mà mua ba đem qua. Quá y như vậy. Y mà ở là mãi mày cũng xe cũng nhà. Y cũng xe. Y vậy đó. Mua xe xong xuôi. Tại vì cái này đó phong tục từ nào nãy giờ. Ông nội bà nội để ba là để nguyên bài con ra cũng làm y vậy luôn. Thấy không? Mỹ bên Mỹ là đi mấy cái mò đó là bằng vậy, là thấy cha bồng con đi mò rồi đó. Vợ đi mò đi đồ shopping. Cũng như chú nói con nghe nè. Như chú á là mình gia đình là đạo Phật cái gì. Chú rất là tin về tưởng về Phật. Thấy không? Phật là ở trong tâm của mình rồi đó. Nhưng mà có những người bạn của chú đó cơ. Những người mà người ta tin tới mức độ của như là ta mua cái xe thì người ta phải mua tượng Phật nè. Để người ta về dán lên cái xe đó. Hay người ta treo lên đó để cho mà đi bình an, có Phật phù trợ. Nhưng mà nhờ có nhiều người bạn của chú còn lần chú đi xe, bạn của chú sớm bị tai nạn luôn. Để Phật ở trên đó rồi chạy xe lâu ngày mà cái miếng gì mình dán ở dưới đó con. Cái bị lúc lát cái súng mình đang lấy xe nó giằng xuống. Cái chú này quàng quàng người ta lái là chụp sợ bể cái hình Phật đó. Là sớm tai nạn lúc đó xảy ra luôn. Cũng là muốn là nguy hiểm lắm. Khi mà mình tin cái điều gì cũng vậy, mình để trong tâm trong lòng của mình có biết không? Còn muốn mà gắn tượng lên nó thì mình phải làm sao cho nó chắc chắn. Nó nhiều lúc nó cũng đó, nó làm cho mình bị khuất tầm nhìn nè. Nó cũng cản trở nhiều thứ lắm. Cho nên đó là cái lòng tin của mỗi người. Nhưng mà đối với chú thì chú tin chưa để trong lòng chú thôi. Đó vậy đó. Rồi chứ có nhiều người còn treo cái xe lủng lẳng nè. Treo ngay cái kiến nè con. Lủng lẳng nó đang chạy cái qua lại đó, mình cũng là cũng có nguy hiểm nữa. Đưa ngoài năm bầu em bé thử coi. Ngoài năm thử bầu em bé coi. Thủ thế đàng hoàng. Trời. Ôi, con là é cười kìa. Mở mắt kìa. Ngon lành không? Ngon lành luôn cô chú. Cười đấy chứ. Ê, cái thế ông nội năm ba ẩm cũng có lý đâu phải không?
nói cho ông biết sao kỳ ra mình ấm cái gì mình không không qua ấy mà sao ấm bé Bi sao tiện nó run nó lo ta nó căng thẳng ghê ấy. Mà giữ vững cho nó chắc căng thẳng ha. Cái cục vàng mà cái cục vàng mà ha không ui công chẳng phải nói là ba đứa có khuôn mặt dạ yeah. Ừ. Cà phê ngủ gái giấm á ôi ui okay. Muốn nói chuyện với ông nội Năm á muốn nói cái gì vậy nè muốn nói cái gì vậy nè sao con ai con bồng hả à cười đấy chứ ngồi đẹp đi, mẹ muốn nói cái gì vậy nè ôi hồi sáng em cho em nó uống sữa đồ mình dạ. Cho nó giờ dắt làm sao dạ, thường bây giờ là có 2 tiếng 3 tiếng uống 2 tiếng uống rồi kìa dạ. Nhưng mà chọn mấy chọn mấy loại sữa tốt vậy cho dạ. Nhưng mà hiện tại là con cho uống sữa mẹ mở mắt kể rồi đêm đầu kéo cái nón xuống chút xíu kìa ui con cũng bồng hả với lại nè con nè dạ. Từ nóng được cái cũng đừng có nên bó mang mang mấy vớ rồi cho cháu nó giờ nó hầm mà cháu tội trong, có, dạ. Trong này phòng máy lạnh mà chú có đó, đủ nó phải đủ nhiệt độ cho em dạ. Chứ sáng nội ngoại rồi tắm á cho ấm ấm một xíu ham em lắm sáng xuống là lo chạy xuống với em rồi trường ghê nó nữa sáng dậy làm kiếm em chứ không kiếm mẹ nó nữa trường ghê ngồi đây đi ngồi đẹp đi mẹ trời đã đời là lần đầu tiên trong đời ông nội mà ẵm được đứa bé mới sinh chào đời được tuần lễ một tuần hiểu không đây là coi như là tạm vía lấy cái may mắn cho ông nội Năm có được tinh thần sức khỏe là vậy ông nội Năm mừng lắm rồi Bắc Kiến nào thấy chưa lên lấy Bắc Kiến này không chạy kiến chưa chạy xuống lấy Bắc Kiến này được không mày mày lên mày lấy cho rồi ông nội Năm cho ông chay bồng đi đây nội Năm cho chay ẵm được không dạ, à, để vô trong đàn để trong đàn ui em thuận tay nào em chơi là thuận tay này nè em la kìa em ui vợ ôi chân tóc em ôi già chê có kinh nghiệm rồi kìa phải kiếm gấp cho chê một đứa đây nha kiếm gấp đây Ngọc nha thương em lắm luôn á sướng vừa lấy thôi em cũng bảo bảo con chạy lên chạy bảo lấy giùm cái bắt kiến giùm Ngọc cái ngay chỗ cái đầu giường của cái quạt cái bảo ôi em mở mắt ra kìa nhìn chê đi nè hồi hôm qua mất cười lắm chú anh ngồi đây chơi con nói giờ thưa chị Tư đi em chứ nếu mà vai vế gọi là em chứ con kêu thưa chị Tư đi về cái anh sững người chê là phải gọi kêu bằng chị nha do big sister cái rồi trả mẹ trả em cho mẹ đi con trả em cho mẹ nha đây, đây em đi xuống em học đàn đó em lên em xuống học đàn rau rớt cái tay ra đi con trời em có cho ui trời em có cho ui trời em có cho ui đi ngang qua bà bảo đưa cái kính ui trời em quá trời ơi ngăn phải giúp ông nội nè ghê không? Chị đi nhà ta đang học đàn nha các bạn. Cô giáo tới nhà dạy luôn. Cô giáo dạy đàn piano thì nhìn thấy gần gũi với trẻ em như thế này nè. Mấy cháu học tiến bộ. Cô giáo nói tiếng Việt mà chơi mình cũng hiểu nha. Hay quá. Cái chi này hai nhịp nha, có phải đếm chữ ha. Các bạn có cái nhu cầu á, cô chú anh chị thường thường mình có con nhỏ, gái và trai cũng vậy. Mấy em mà thích về âm nhạc hay là piano thường thường mình thấy chơi piano các bạn thấy không? Ở trong cái nhà mà có người con hay là người cháu mà đánh cái piano này mình nghe cái tiếng piano rất là thư giãn mà nó mang tới kiến thức cho cháu của mình nữa. Nhà không phải mình học để mà sau này cháu mình nó phát triển ra là một nghệ sĩ piano là gì đó. Nhưng mà đây là một cái trò chơi lành mạnh giải trí mà nó mang tới một cái kiến thức rất là quan trọng về tương lai cho cháu sau này.
nha, trong đây nha. Nào. Mà học á thì các bạn phải nhớ là mình phải đến trường, nếu mà không đến trường được thì mấy cô giáo thế này đó. Quan trọng là cháu mình nó nắm bắt được cái học lý, cái nhạc lý nó rất là quan trọng cả nhà. Rồi em đã viết từng nút nhạc, từng nút nhạc. Rồi sau này nó cũng như học cái này á, nó cũng như mình đi học trường rồi, nó là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 đó lên. À, rồi khi mà cháu nó nắm được hết những cái vấn đề về nhạc lý rồi đó, thì bắt đầu tự cháu nó phát huy, tùy theo cái khả năng phát huy của cháu nữa. Đó là gọi là năng khiếu đó. À, rồi bảo chở chú đi vòng. Dạ. Thấy không? Chú định thay đồ nhưng mà thôi, chở chú đi vòng, chú làm gì kệ chú nha. Thôi các bạn ơi, video của Bình Huỳnh đến đây cũng xin chào tạm biệt rồi. Trước khi chào tạm biệt, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.